Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, từ một khu công nghiệp Kim Hoa với diện tích chỉ 50 ha năm 1998, đến nay Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 19 khu công nghiệp với quy mô khoảng 5.500 ha. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển vượt bậc về hạ tầng các khu công nghiệp trong 25 năm tái lập tỉnh. Chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2012 đến năm 2013, khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên đón nhà đầu tư đầu tiên đến xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp. Và chỉ sau 6 năm, khoảng 200 ha đất sạch tại khu công nghiệp này đã được lấp đầy với trên 60 nhà đầu tư đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ. Thời gian 6 năm để hoàn tất việc lấp đầy đối với một dự án hạ tầng khu công nghiệp là rất nhanh. Điều này không chỉ phản ánh sự hỗ trợ hiệu quả của các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đối với nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, mà còn cho thấy chất lượng hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư của khu công nghiệp rất tốt. Công ty cũng từng bước để hoàn thiện cái chất lượng dịch vụ để hỗ trợ các nhà đầu tư sau khi nhà đầu tư đi vào khu công nghiệp. Thì tôi cho rằng là cái đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để mình giữ chân nhà đầu tư, cũng như là tạo ra một cái tín hiệu, một cái ảnh hưởng tốt để có thể kêu gọi hơn những nhà đầu tư trong cùng hệ thống của các tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài biết đến khu công nghiệp, cũng như là biết đến cái môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc. Và tôi cho rằng đây là một cái chiến lược mà công ty sẽ thực hiện, cũng như là đã thực hiện xuyên suốt trong suốt quá trình vừa rồi. Bên cạnh những dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, Vĩnh Phúc cũng tập trung thu hút các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhiều nhà đầu tư trong tương lai. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện, phân khu 1 tại huyện Bình Xuyên. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng với quy mô gần 250 ha. Dự kiến sau khi hoàn thành, khu công nghiệp này sẽ thu hút khoảng 30 nhà đầu tư thứ cấp với khoảng 30.000 lao động. Với cái cam kết của lãnh đạo HTTC với tỉnh, chúng tôi hiện nay đang dồn hết coi như là nhân lực, vật lực để đảm bảo làm sao mà triển khai cái dự án đúng tiến độ đã cam kết với tỉnh. Thì trong quá trình triển khai đầu tư cái dự án này thì được sự hỗ trợ rất là lớn của lãnh đạo tỉnh. Thế cho nên là tất cả những cái gì khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thì đều đã được tỉnh và các sở ngành hỗ trợ để giải quyết kịp thời. Mặc dù đã được quy hoạch 19 khu công nghiệp, song mới chỉ có 14 khu công nghiệp đã thành lập, được quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có 8 khu công nghiệp đi vào hoạt động. Chính vì vậy, bên cạnh việc sớm triển khai xây dựng các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục điều chỉnh, mở rộng và quy hoạch bổ sung thêm 8 khu công nghiệp mới trong tương lai, đưa số khu công nghiệp của tỉnh lên 27 khu công nghiệp với diện tích khoảng 6.000 ha. Định hướng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp trong thời gian tới thì ngoài các yếu tố đầu về phát triển một cái khu công nghiệp về có thân thiện với môi trường, đồng bộ với môi trường thì còn có các yếu tố về thu hút đầu tư về công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp có hàm lượng giá trị gia tăng cao. Sự phát triển vượt bậc của các khu công nghiệp cả về số lượng và chất lượng trong những năm qua đã góp phần tích cực trong công tác thu hút các nhà đầu tư và phát triển công nghiệp của tỉnh, từ đó tạo tiền đề vững chắc để Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế xã hội giai đoạn mới. Trong 25 năm qua, các phong trào thi đua của Hội Nông dân tỉnh được phát động sôi nổi gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị địa phương. Các phong trào thi đua đã có sự đổi mới về hình thức và nội dung và nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Sau khi rời quân ngũ năm 1986, ông Đỗ Văn Quyền ở xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch được giao đất để trồng cây phủ trống đổi núi trọc. Thời gian đầu, xác định phải an cư thì mới lập nghiệp, ông Quyền đã dựng ngôi nhà gỗ ba gian lợp lá để làm chỗ ở cho cả gia đình. Sau đó, đến năm 1990, gia đình ông đầu tư mua thêm đất của người dân trên địa bàn để mở rộng trồng trọt, kết hợp chăn nuôi. Những ngày đầu mới bắt tay vào làm nông nghiệp, bản thân ông và các thành viên trong gia đình đều rất bỡ ngỡ. Thế nhưng, quyết không nản chí, ông Quyền đã tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của các hộ trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn và tích cực tham gia các khóa tập huấn,
đồng thời kiên trì áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc chăn nuôi, trồng trọt. Đến nay, mô hình chăn nuôi, trồng trọt của gia đình ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chúng tôi thấy bắt đầu vào làm năm nay là năm thứ ba. Bước sang 2 năm rồi thì tôi thấy là bắt đầu cái hiệu quả kinh tế thì nó cũng dần dần là rất chi là rõ rệt. Tức là cái mức thu nhập của quả thanh long là nó được 7 tháng trên 1 năm. Thế mà mỗi 1 tháng nếu mà nó đáp ứng mà trong cái nhu cầu mà thị trường nó không bị biến động do Covid thì cái giá cả nó sẽ thuận lợi hơn. Hiện tại với diện tích gần 10 hectare, ông Quyền chủ yếu trồng thanh long ruột đỏ, nhãn, chăn nuôi lợn. Ngoài ra còn trồng một số cây lấy gỗ như cây sưa, bạch đàn nhằm lấy ngắn nuôi dài, để mùa nào, tháng nào trong năm cũng có cây trồng, không để diện tích đất bị trống. Cái mô hình của ông Quyền này tạo được nhiều lao động dư thừa ở địa phương. Thế hàng ngày bây giờ là ông Quyền hàng, ông ấy có từ 7 đến 15 công nhân là chuyên làm thuê hàng ngày cho gia đình ông. Thế đem lại một cái lợi nhuận cho gia đình và đem lại cái tạo cái công ăn việc làm ở địa phương. Thế cuối cái nguồn thu nhập của những người làm công bình thường ở nhà ông Quyền thì từ 5 đến 7 triệu đồng trên một tháng. Ông Quyền chỉ là một trong hàng trăm nông dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi, dám nghĩ, dám làm của tỉnh Vĩnh Phúc. Chặng đường 25 năm sau ngày tái lập tỉnh, với sự vào cuộc của các cấp hội, sự nỗ lực cố gắng vươn lên của hội viên nông dân trong tỉnh, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển. Nhiều hộ nông dân có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục, hàng trăm lao động, thu nhập hàng năm từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 38.000 hộ nông dân đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của giai cấp nông dân Việt Nam, đại diện cho những người nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới. Hội dân tỉnh cũng đã tập trung triển khai chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung vào 4 phong trào lớn của hội. Một là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững. Phong trào thứ hai là phong trào xây dựng nông thôn mới. Phong trào thứ ba là phong trào đảm bảo quốc phòng an ninh. Phong trào thứ tư là nông dân Vĩnh Phúc vì một nền nông nghiệp an toàn bền vững, môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Thì qua 4 phong trào thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo sâu vào phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững. Trong quá trình triển khai đến các cấp hội cơ sở thì đã được bà con nông dân cũng như là hội viên nông dân tích cực hưởng ứng để triển khai và đưa những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để giúp bà con nông dân phát triển kinh tế. Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với nông dân trong tỉnh khi phải đối mặt với tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, làm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất. Thế nhưng, đây cũng là năm tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của nông dân trong cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, khi nước ta đã mở rộng hội nhập quốc tế, qua đó mở ra nhiều cơ hội để người nông dân có thể tiếp cận sâu rộng hơn với tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất, lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng, giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nông dân và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Huyện ủy Bình Xuyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo cho các đồng chí lãnh đạo phụ trách, cán bộ theo dõi công tác tôn giáo các xã, thị trấn, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các nhà sư, linh mục, các ông bà, trưởng ban hành giáo, trưởng ban quản lý di tích trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt quán triệt các chuyên đề, một số vấn đề quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại cơ sở gắn với việc giải quyết các vụ việc phát sinh, thực trạng cách giải quyết và bài học kinh nghiệm, công tác quản lý di tích, thực trạng những khó khăn, vướng mắc và biện pháp giải quyết. Thông qua tập huấn, góp phần xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa tôn giáo với Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào các tôn giáo, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội, đặc biệt là vai trò của các tổ chức tôn giáo hợp pháp, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Lập Thạch tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19, xử trí khi có trường hợp nghi mắc COVID-19 trong trường học. Buổi diễn tập tình huống giả định, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn khi xâm nhập vào một số trường học. Nhà trường thực hiện công tác tổ chức đón học sinh đầu giờ tại cổng trường, đo thân nhiệt và phân luồng học sinh vào lớp học, kiểm tra, rà soát để nắm được sĩ số và tình hình sức khỏe của giáo viên, học sinh đầu buổi học. Khi phát hiện một học sinh có biểu hiện nhiễm COVID-19 trong lớp học, giáo viên lập tức báo cáo với hiệu trưởng. Hiệu trưởng chỉ đạo tổ an toàn COVID tiến hành phân luồng đưa học sinh nghi nhiễm xuống phòng cách ly y tế và lấy mẫu test nhanh. Sau khi nhận được thông báo kết quả học sinh dương tính với COVID-19, hiệu trưởng nhà trường triển khai phương án phòng chống dịch, đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 xã và trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lập Thạch. Ngay sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp của huyện tiến hành truy vết, xét nghiệm sàng lọc, đưa F0, F1 đi cách ly tập trung và xử lý khử khuẩn môi trường. Việc tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19 trong trường học giúp nhà trường nắm rõ hơn quy định phòng chống dịch COVID-19 và các bước thực hành phòng chống dịch bệnh khi xuất hiện F0, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự chủ động ứng phó của cán bộ, giáo viên, học sinh khi tình huống dịch bệnh diễn ra tại nhà trường, góp phần đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa dạy học hiệu quả.